Chào bạn, clip hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về phương trình chuyển động của chất điểm. Thì phương trình chuyển động của phát điểm, thì phương trình này mô tả dạng hình học của quỹ đạo chuyển động của chất điểm ở các thời điểm khác nhau. Về nguyên tắc, phương trình quỹ đạo chuyển động của chất điểm nó không phụ thuộc vào tham số thời gian. Vì thế, bằng cách khử tham số t, chúng ta có thể tìm được mối liên hệ giữa các tọa độ, tức là tìm được phương trình quỹ đạo. Vì vậy, đôi khi người ta còn gọi phương trình chuyển động là phương trình quỹ đạo cho ở dạng tham số. Thì ví dụ, cho chất điểm chuyển động với phương trình x bằng r cos omega t, y bằng r sin omega t, thì chúng ta khử bằng cách là chúng ta sẽ bình phương x và y, thì ta có x bình nó sẽ bằng r bình nhân cos bình, y bình nó bằng r bình nhân sin bình. Như vậy x bình cộng y bình nó sẽ bằng r bình cos bình cộng r bình sin bình. Chúng ta nhóm r bình ra ngoài thì còn lại là cos bình cộng sin bình thì bằng 1. Như vậy là ta có là x bình cộng y bình bằng r bình. Như vậy kết luận quỹ đạo chất điểm là một đường tròn bán kính r và tâm nằm ở góc tọa độ do x trừ 0 tất cả bình cộng y trừ 0 tất cả bình bằng r bình, nên quỹ đạo nằm ở tâm góc tọa độ và đường tròn này nằm trong mặt phẳng x oy. Chúng ta vào bài toán thứ hai là phương trình chuyển động của chất điểm trong hệ tọa độ OXY là x bằng 2t và y bằng 3t bình. Hãy tính khoảng cách từ vật đến tọa độ ở thời điểm t bằng 2 giây. Câu B, xác định phương trình quỹ đạo của chất điểm. Câu C, tính vận tốc tức thời của chất điểm ở thời điểm t bằng 1 giây. Câu D, tính gia tốc tức thời của chất điểm ở thời điểm t bằng 1 giây. Chúng ta giải thì ta có x bằng 2t và y bằng 3t bình. Như vậy tính khoảng cách ở thời điểm t bằng 2 giây thì chúng ta khoảng cách sẽ bằng căn bậc 2 của x bình cộng y bình. Các bạn thể số vào sẽ bằng 2 nhân 2 tất cả bình cộng 3 nhân 2 bình. Ở đây chúng ta sửa tiếp là 2 nhân 2 tất cả bình cộng 3 nhân 2 bình tất cả bình. Như vậy chúng ta tính được là bằng 12,65 cm. Về xác định phương trình quỹ đạo của chất điểm thì chúng ta sẽ khử t bằng cách là ta có x bằng 2t, như vậy t sẽ bằng x chia 2. Như vậy y bằng 3t bình, chúng ta thể t bằng x trên 2 vào, như vậy là bằng 3 nhân x trên 2 tất cả bình và bằng 3/4 x bình. Như vậy phương trình quỹ đạo có dạng là y bằng 3/4 x bình. Tính vận tốc tức thời tại thời điểm t bằng 1 giây thì ta có là x bằng 2t. Như vậy vx sẽ bằng dx chia dt và bằng 2, là tức là đạo hàm của x. Y bằng 3t bình, như vậy vy sẽ bằng đạo hàm của y, nó bằng, đây là 3 nhân 2 bằng 6, như vậy là 6t. Như vậy chúng ta thể thời gian vào thì 6 nhân 1 giây bằng 6. Như vậy v sẽ bằng căn bậc 2 của vx bình cộng vy bình, như vậy bằng căn bậc 2 của 2 bình cộng 6 bình và bằng 6,32 cm trên giây. Về câu D là tính gia tốc ở thời điểm t bằng 1 giây thì ta có là vx bằng 2, suy ra ax sẽ bằng đạo hàm của vx và bằng 0. Vy bằng 6t, như vậy ay sẽ bằng đạo hàm của vy và bằng 6. 6t đạo hàm là bằng 6. Như vậy a sẽ bằng căn bậc 2 ax bình cộng ay bình và bằng căn bậc 2 của 0 bình cộng 6 bình và bằng 6 cm trên giây bình. Như vậy chúng ta đã kết thúc bài toán ở đây.